Xin chào các em sinh lớp 5. Ở trong video này mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy Tài ôn tập bài toán tìm phân số của một số nhé. Mời các em chúng ta cùng đến với bài 8. Đề bài như sau. Trường tiểu học Đoàn Kết có 945 học sinh. Số học sinh khối 5 bằng 2/9 tổng số học sinh toàn trường. Trong đó, số học sinh nữ chiếm 3/7 số học sinh cả khối. Tính số học sinh nữ, số học sinh nam của khối 5. Đây là một đề toán rất là hay các bạn. Và cũng rất thực tế đúng không? Chúng ta khi chúng ta đọc đề nhé, chúng ta đọc nhiều lượt vào để cho nó ngấm và chúng ta nhớ lại các số liệu các bạn. Chứ chúng ta đọc một lần thì nhiều bạn cảm thấy khó khăn đấy các bạn. Ở đây thầy sẽ chỉ ra cho em là các bước tính, sau đó thầy cũng sẽ giúp các em vẽ sơ đồ bài toán để người ta dễ nhìn hơn. Và cuối cùng sẽ là phần bài giải của chúng ta nhé. Các bước giải này. Bước 1 thì đầu tiên chúng ta thấy rằng là khi mà đề bài đã cho chúng ta là tổng học sinh của toàn trường này và số học sinh khối 5 bằng 2/9 tổng học sinh của toàn trường, đúng không? Vậy thì ngay lập tức bước 1 em sẽ tính cho thầy được là số học sinh của khối 5, đúng chưa? Bước 1 em sẽ tính cho thầy là tính số học sinh khối 5 nhé. Tính số học sinh của khối 5. Học sinh thầy viết tắt nhé. Xong rồi. Bây giờ đến bước 2 là gì nhỉ? Bước 2. Sau khi chúng ta đã tính xong học sinh khối 5 rồi thì chúng ta lại đọc tiếp này. Trong đó số học sinh nữ chiếm 3/7 số học sinh cả khối. Tức là như nào? Cả khối là khối nào nhỉ? Tức là vẫn cái câu này này. Trong cái câu này là số học sinh khối 5 bằng 2/9 tổng học sinh của toàn trường, đúng không? Và trong đó, tức là trong đó đây, tức là trong đó đây, tức là mình hiểu là trong số học sinh khối 5 này này, các em hiểu chưa? Đấy. Trong đó số học sinh nữ chiếm 3/7 số học sinh của cả khối, đây là khối 5. Vậy thì khối 5 biết rồi thì mình sẽ tính được cho thầy là số học sinh nữ, đúng không? Đấy, bước 2. Tính số học sinh nữ. Đấy. Đấy, một cái câu nói thôi nhưng mà chúng ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì mình sẽ vỡ được ra những cái ý tưởng các bạn, đúng chưa? Đấy, bước 2 có rồi, bây giờ mình đến bước 3. Bước 3 là tính học sinh nam thôi. À, đây là học sinh nữ của khối 5 đúng không? Của khối 5. Và bước 3 đó là em tính số học sinh nam của khối 5 thôi. Đấy, cả khối biết rồi, nữ biết rồi thì mình tính được nam rất đơn giản, lấy cả khối trừ đi nữ để ra nam mà. Đúng không các em? Rồi, bây giờ thầy trò mình sẽ đi tóm tắt nha. Tóm tắt bài toán. Đấy, nhiều bạn đã ra được rồi, đến đây đã các bạn đã tự làm tiếp rồi, nhưng mà thầy cứ đi tóm tắt chỉ cho các em hiểu hơn và để cho em cũng biết cách vẽ sơ đồ nhé. Nào. Tóm tắt thì có ở đây thầy sẽ tóm tắt là học sinh toàn trường, học sinh của toàn trường, à, học sinh của toàn trường thì thầy sẽ vẽ một đoạn thẳng và thể hiện nó là 945 học sinh. Ở đây ở trong đề bài học sinh khối 5 là bằng 2/9 tổng học sinh của toàn trường. Vậy thì nếu mà học sinh của toàn trường thầy sẽ chia thành 9 đoạn bằng nhau thì học sinh khối 5 sẽ chiếm 2 đoạn các bạn. Vậy bây giờ thầy sẽ vẽ nha. Học sinh toàn trường thầy sẽ vẽ là 9 đoạn các em nha. 9 đoạn tức là 9 cm. Đây. Đoạn thứ nhất này. Xong chưa? Đoạn thứ hai này. Rồi, đoạn thứ 3 rồi, các em cứ lần lượt cho đến đoạn thứ 9. Mỗi một đoạn là 1 cm nha. Đấy, thầy viết nó hơi quá, chữ nó sang bên này thì trong phần bài của các em trình bày ấy, thì có thể viết cái từ là học sinh toàn trường, các em viết ở lùi sang bên này, lùi sang bên trái. Để chúng ta vẽ sơ đồ ở đây, chúng ta dễ nhìn nhé.
Toàn bộ chín cái đoạn này từ điểm đầu cho đến điểm cuối cùng sẽ ứng với 945 học sinh. Đó, 945 học sinh. Xong chưa nào? Tiếp đến là học sinh khối 5. Học sinh khối 5 đâu em? Học sinh khối 5 đây, học sinh khối 5 là chiếm 2 phần 9 đúng không? Vậy thì thầy sẽ tóm tắt ở dưới này luôn. Học sinh ở khối 5. Các em nhìn kỹ nhé. Học sinh khối 5 là chiếm 2 trong tổng số 9 phần của học sinh toàn trường. Toàn trường là 9 phần thầy có đây rồi. Học sinh khối 5 thầy sẽ gióng thẳng điểm đầu xuống của toàn trường xuống. Đúng chưa? Vậy thì đây là đoạn thứ nhất, đây là đoạn thứ hai, đây chính là học sinh khối 5 rồi. Đấy, các em thấy hiểu không? Đấy, học sinh khối 5 chiếm 2 phần hơn gì nữa. Chúng ta nối đây. Đây là học sinh của khối 5. Các em ạ, thấy hay chưa? Học sinh nữ thì chiếm 3 phần 7 số học sinh của cả khối. Tức là bây giờ nếu mà cả khối 5 mà thầy sẽ chia ra thành 7 cái đoạn nhỏ. Các em chia cho khéo nhé. Chia như thế nào bây giờ nhỉ? Bây giờ 2cm làm thế nào chia thành 7 đoạn nhỏ bây giờ nhỉ? Thế bây giờ các em tư duy như thế này. 2cm thì có phải là bằng 20mm không? Đây thầy hướng dẫn các em cách chia, cái kỹ năng chia nhé. Thì nếu mà chia làm 7 đoạn thì mình có thể nhẩm là 7 đoạn. Thì mỗi đoạn mình cứ cho ra là 3mm thì 3 x 7 sẽ bằng là 21mm. Đó, đây chỗ này 20mm nhé. 3 x 7 bằng 21mm đúng không? Thì nó gần so với cái con số 20. Vậy thì mỗi một đoạn nhỏ này mình sẽ chia thành nó gần bằng 3mm các em ạ. Được chưa? Chúng ta vẽ tương đối mỗi một đoạn là gần 3mm. 1 này. Được chưa? 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6, 7 này. Đấy, các em thấy không? Nó cũng tương đối rồi đúng chưa các em? Đấy. Trong cái 7 đoạn nhỏ này thì học sinh nữ chiếm 3 đoạn nhỏ. 3 đoạn nhỏ đâu? Đây là từ điểm đầu cho đến điểm này là 3 đoạn nhỏ này. Đây chính là học sinh nữ các em ạ. Đấy, học sinh nữ. Được chưa? Đây là nữ này. Hỏi chấm chưa biết đúng không? Hỏi chấm. Còn 4 đoạn còn lại là gì em? Là nam. Đúng không? Hỏi chấm chưa biết. Đấy, các em thấy ở phần sơ đồ chưa? Xong rồi. Đấy là phần tóm tắt thế thôi. Bây giờ thầy cho mình sẽ đi bài giải như sau. Bài giải nha. Đấy, thông qua sơ đồ thì các em nhìn thấy phần các bước này các em mới hình dung ra dễ hơn. Bài giải đầu tiên là các em phải tính cho thầy cái gì ạ? À, tính số học sinh khối 5, đúng không? Tức là tính xem là 2 phần 9 của 945 học sinh là bằng bao nhiêu nhá. Lời văn như sau. Đó là số học sinh khối 5 là đúng không? Số học sinh của khối 5 là 2/9 tổng số học sinh toàn trường, tức là 2/9 của 945. Ở đây muốn tính phân số của một số, ta lấy số đó nhân với phân số, tức là ta sẽ lấy 945 nhân 2/9. Vậy chúng ta có phép tính. Chúng ta nhân 2/9. À, đây sẽ là một cái kỹ năng để chúng ta tính toán. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Thì chúng ta thấy rằng là cái số 945 này nó sẽ chia cho 9 đấy các em ạ. Đấy, học lớp 4 em biết rồi, đây là tổng các chữ số này nó đã bằng 18, 18 chia cho 9. Đúng không? Cho nên cái số 945 này nó sẽ chia cho 9. Vậy chúng ta sẽ thực hiện phép chia. 945 các em chia 9 đi. Đấy, chia 9 cho nó gọn đi nhá. 945 chia 9. Đấy, cùng rút gọn cho 9 cho nó nhẹ người đúng không? Để nó cồng kềnh quá.
9 chia 9 được 1, 4 chia 9 bằng 9 và dư 0. Để làm tắt luôn nhé. 9 chia 9 bằng 0 và dư 0 này. Hạ 4. Và 4 không chia được 9 thì 4 chia 9 bằng 0, 0 chia 9 bằng 0, 4 chia 0 bằng 0. À 4 chia 0 bằng 4 chứ, đúng không? 4 chia 0 bằng 4, kem hạ 5. 45 chia 9 bằng 5, 5 chia 9 bằng 45 dư 0. Vậy 945 chia 9 thì kem ra được là bằng 105, đúng không? Ê, 105 kem nhân thêm 2 nữa. À 105 kem nhân thêm 2. Nhân 2 nữa. 2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1. 2 nhân 1 bằng 2, ta được kết quả bằng 210. Như vậy, cái phép tính này ta ra kết quả bằng 210. Đơn vị là học sinh. À, chính là hai cái đoạn này, đúng không? Chính là hai cái đoạn này các em ạ. Đó, hai cái đoạn này là có giá trị bằng 210 học sinh, đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tính học sinh nữ thôi. Học sinh nữ theo đề bài cho là bằng 3/7 số học sinh cả khối, tức là 3/7 của cái gì nhỉ? 3/7 của 210 học sinh. À, muốn tính 3/7 của 210, ta sẽ lấy số đó, tức là ta sẽ lấy số 210 nhân với 3/7 thì mình sẽ ra học sinh nữ. Dễ chưa nào? Làm bước 2 luôn. Bước 2 này. Số học sinh nữ của khối 5 là số học sinh nữ của khối 5 là bao nhiêu? Ta sẽ lấy 210 chúng ta nhân với 3/7. Chúng ta vừa phân tích xong đúng không? Rồi, nhân với 3/7. Rồi, chúng ta dễ dàng chúng ta có thể nhẩm được là 210 chia cho 7 chia hết được đúng không? Thì nó sẽ ra được là 30. Đúng không? 7 x 3 bằng 21 mà, đúng không? Vậy thì 210 chia cho 7 sẽ bằng 30. 30 x 3 bằng 90. Ở phần nhẩm 210 chia 7 các em không nhẩm được, các em đặt tính chia ra nhá. Đặt tính chia ra nó sẽ ra 30 nhá. 210 chia 7 thì bằng 30. 30 x 3 bằng 90 các em ạ. Đơn vị là học sinh. Rồi, bây giờ học sinh nữ có rồi, bây giờ tính học sinh nam thôi. Bước 3, đó là số học sinh nam của khối 5 là. Số học sinh nam của khối 5 là. Là bao nhiêu các em nhỉ? Đây, trên sơ đồ các em cũng có thể thấy rằng đó là gì ạ? Học sinh nam là cái đoạn này. Đây, đoạn này là bằng, à thầy xin lỗi, học sinh khối 5 là cái đoạn này, từ điểm đầu đến điểm cuối là 210 bạn này, đúng không? Học sinh nữ ở đây là 90 bạn rồi, chúng ta sẽ tính học sinh nam bằng cách là lấy cái đoạn này, là đoạn 210 này, trừ đi cái đoạn 90 này thì mình sẽ học sinh nam, đúng không? Vậy phép tính ta sẽ có 210 trừ đi 90. 210 trừ đi 90 và các em đặt tính ra dễ dàng, các em sẽ tính được kết quả nó sẽ bằng là 120. Đơn vị là học sinh. Đó. Đơn vị học sinh. Đó, xong rồi, chúng ta sẽ ghi đáp số thôi. Đáp số đề bài hỏi chúng ta là gì? À, tính số sinh nữ, số sinh nam của khối nam, vậy mình sẽ đi ghi đáp án như sau. À, đáp số. Đáp số các em ghi đầy đủ là học sinh nữ khối 5. Học sinh nữ khối 5, 2 chấm. Đó là 90 học sinh, đúng không? 90 học sinh. Rồi xuống dòng chúng ta sẽ ghi là học sinh nam khối 5. Cái ghi này là rất đầy đủ rồi. 2.120 học sinh. Đấy. À, như vậy vừa rồi các em đã cùng với thầy tài làm xong bài 8 của trong cái bài toán là tìm phân số của một số rồi.